Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 245 của kênh công nghệ TRD. Các bạn ơi, mình vẫn phải truyền tải thông điệp cho các bạn, đó là đang dịch corona, mọi người hãy ở trong nhà các bạn nhé, không đi lung tung. Nếu có ra ngoài việc gì thực sự cần thiết thì chúng ta hãy ra ngoài, đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng, xịt khuẩn thường xuyên và không giao tiếp với người lạ các bạn ạ, hoặc có giao tiếp thì cứ cách xa khoảng 2 mét cho an toàn. Dịp này thì nếu mà các bạn thực sự mà có cần mua máy tính hay cần mua gì, nếu ở Hà Nội thì các bạn có thể qua cửa hàng cũng được. Nếu ở xa thì theo như mình, xa quá thì các bạn lên mua hàng online. Mua hàng online là an toàn nhất, bởi vì dịch bệnh bây giờ rất là nguy hiểm và rất dễ lây các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, là ngày hôm nay thì vẫn có em Duy và mình Tân Lương sẽ thay nhau trả lời những hỏi đáp của các bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng đến câu hỏi đầu tiên trong hỏi đáp thứ 245 của kênh công nghệ TRD ngày hôm nay, của bạn TT Nhân Nguyễn. Render coder thì có nên dùng XPS không anh? Tài chính của em là 20 triệu. Nếu được thì có dòng máy nào khác không ạ? Yêu cầu viền vọng ạ. Render coder thì XPS đều được mà em. Ví dụ trong phân khúc 20 triệu bây giờ thì chúng ta sẽ có Dell XPS 9550. Máy được trang bị đó là i7 6700, 8GB RAM, SSD 256GB, cộng hình rời GTX 960 dung lượng 2GB, màn hình Full HD tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100%, giá đang bán là 20.500.000. Trong phân khúc máy này thì con máy này sẽ là khỏe nhất bởi vì trang bị chip HQ mỏng nhẹ. Còn nếu mà thực sự em muốn bền bỉ, muốn châu bò thì trong phân khúc này em hãy chọn cho mình ví dụ Dell Precision máy chạm nhá, 7510. Với tầm tiền 7510 thì em sẽ có i7 6820HQ, RAM 16GB, SSD 256 cộng thêm 1T, card màn hình nó là M2000M, màn hình Full HD sẽ có giá khoảng tầm 20 triệu trên thị trường. Đây là chiếc máy cực kỳ gọi là châu bò, khỏe luôn. Còn không đó thì em có thể chọn những dòng máy gaming. Trong phân khúc 20 triệu là có con i5-8300H thời thượng, card màn hình GTX 1080 dung lượng 4GB, Full HD IPS. Đấy, máy mới sẽ có tầm khoảng 20.500.000. Còn nếu mà mua máy cũ nữa thì càng nhiều sự lựa chọn luôn, sẽ được i7-7700 GTX 1060 6GB. Đấy, tóm lại ở đây nếu mà muốn khỏe thì máy dày, muốn bền thì máy chạm. Đấy, muốn mỏng thì XPS em nhá. Ok, ta sẽ cùng đến hỏi thứ hai của bạn Duy Truyền. Hai anh tư vấn giúp em một chiếc laptop cũ màn hình 15,6 inch giá từ 10 đến 13 triệu phục vụ lập trình với chơi game được không ạ? Cấu hình tối thiểu để chơi cái trò game ARK mà bạn yêu cầu đấy là CPU Intel Core i5-2400 hoặc là AMD FX 8320 trở lên, RAM 8 và các đồ họa NVIDIA GTX 670 2GB hoặc là AMD Radeon HD 7870 2GB. Thực ra thì mấy cái cấu hình vừa rồi em yêu cầu đời chip thấp quá em ạ. Bây giờ CPU thế hệ thứ 2 thì thấp quá rồi em. Với tầm 13 triệu em chọn được luôn cho anh con Dell 759 cho anh. Trang bị i5-6300HQ, RAM 8GB, SSD 128 của 1T và cả màn hình GTX 960 luôn, dung lượng 4GB, sẽ có giá khoảng 13.500.000 có trên thị trường. Đây là một trong những chiếc máy với phân khúc 13 triệu khỏe nhất, chứ còn máy cấu hình em yêu cầu đấy đời thấp quá rồi em ạ. Em nhá, Dell 7559 Gaming em ạ. Còn cái trò ARK Survival này của bạn thì nó khá là nhẹ, nên là cái cấu hình vừa rồi mà anh Lương vừa tư vấn cho bạn thì chắc chắn là bạn có thể chơi những tựa game gọi là hot và cao hơn rất là nhiều bạn nhá. Chúng ta sẽ cùng đến với hỏi thứ ba của bạn Nhật Anh Bùi. Anh ơi, em có tầm 20 triệu nhu cầu văn phòng xem phim với cả code nhẹ nhàng như DevC, không cần hiệu năng đôi khi lưu trữ dữ liệu, chủ yếu là học hành giải trí. Em đang nghĩ có nên mua MacBook Air 2018 hay là The New MacBook hay MacBook Pro 2016 khác, chủ yếu là cần văn phòng, máy càng mỏng càng tốt. Lần đầu em dùng MacBook và em cũng hỏi là nếu cài Win Trackpad thì có ổn định hay không. Chúc hai anh và cả công ty làm ăn phát đạt ạ. Thứ nhất, anh sẽ phân tích một chút cho em nhé. Với cái nhu cầu của em thì các phiên bản MacBook này đáp ứng đều được, trừ cho anh nó có lưu Mac thôi. Với lưu Mac dòng 12 inch thì anh nghĩ nó yếu lắm em ạ. Thì em có chọn một là MacBook Air 2018. Nếu Air 2018 thì máy 99% đẹp, lai lưu, sẽ có giá khoảng 21 triệu. Tại vì sao Air 2018? Thứ nhất là Air 2018 sẽ có bảo mật T2 kèm theo CPU đời mới, bàn phím cũng như bảo mật vân tay, rất ok, màn hình Retina, anh nghĩ là ổn trong phân khúc giá. Còn nếu mà như em chọn phiên bản MacBook Pro thì có đổi lại em sẽ có một cấu hình khỏe hơn nhưng không có bảo mật T2 và CPU thế hệ thấp hơn. Nhưng mà Pro thì chip của nó là chip U, nó lại khỏe hơn so với dòng chip của chip E, MacBook E 2018. Thì ở đây em sẽ cân đối cái nhu cầu, nếu khỏe thì Pro, còn nếu mà bảo mật thì 2018 Mac E. Còn lưu MacBook thì thôi em ạ, dòng 12 inch thì nó chỉ dùng cơ bản, chỉ là văn phòng giải trí thôi. Các bạn mà thường xuyên di chuyển đi lại thì chọn con 12 inch thì ok hơn, em nhá. Bạn có hỏi thêm đó là cài Win thì trackpad dùng có ổn định không, thì mình nghĩ là chắc là có lẽ là sẽ dùng ổn định thôi. Cái Win thì nó hoàn toàn dùng được ổn định bình thường, máy chỉ hơi nóng hơn một chút và pin sẽ hao nhanh hơn bởi vì hệ điều hành Windows nó sẽ y ạch hơn em nhá. Còn nếu mà cài thêm bộ bút cam của nó thì toàn bộ driver, cái nào là touchpad này, các ứng dụng em mà bấm chuột bình thường, ok, ngon lành em nhá.
câu hỏi thứ tư của bạn Nhân Hà Thị Thanh. Anh ơi, em học kiểm toán chưa ra trường, nghe các anh chị review thì mua máy ở mượn được 10 đến 15 tab Excel một lúc, thì em định mua Acer VivoBook 15 A512 thì có hợp lý không? Anh giới thiệu cho em máy với tầm giá dưới 15 triệu với yêu cầu như trên, với bàn phím có phần tổ hợp bên phải với ạ. Em không có nhu cầu chơi game đồ họa gì đâu, em cảm ơn anh ạ. Trong phân khúc của em thì con A512 thì anh nghĩ là cũng khá ổn. Asus thì nó build máy chất lượng cũng ok, nhưng mà Asus thì sẽ dùng một vài năm thì có thể chất lượng nó sẽ xuống cấp hơi nhanh, và thẩm mỹ thì chắc chắn là không thể bằng Dell được. Ví dụ trong tầm khoảng 15 triệu thì anh nghĩ là em chọn con Dell 5584. Máy được trang bị phần cứng CPU thế hệ thứ 8, ổ cứng SD và RAM 12GB, có thể mở lên đến 40 tab web luôn. Đấy, ổ cứng SD LVMe, màn hình Full HD tràn viền. Đây là chiếc máy có cấu hình cũng như thiết kế bên ngoài hiện đại và đẹp nhất trong phân khúc 15 triệu. Dell 5584, còn Asus thì ở phân khúc thấp hơn. Đấy, chẳng hạn như màn hình thì nó cũng để đẹp vào màn hình Dell được, mà viền màn hình thì mọi thứ bàn phím, chẳng hạn bàn phím nó không có LED, rất là bất tiện. Trong cái đó chiếc Dell thì anh giới thiệu cho em nó có cả LED phím, và LED phím nó có vân tay, thì anh nghĩ nó ok hơn màn IPS của cứng SD ra 12GB, tất cả luôn em nhá. Chúng ta sẽ cùng đến gọi thứ năm của bạn Long Hoàng. Hết dịch thì em sẽ ghé qua shop để mua một con máy. Cho bạn hỏi là con Dell Ultra E7250 thì dùng có ổn không ạ? Con này trong phân khúc khoảng hơn 6 củ, đây là một trong chiếc máy anh gọi là laptop quốc dân. Đợt vừa rồi anh có thanh lý một lô hơn 1.000 máy, chắc có lẽ phải bán khoảng 3 đến 5 tháng nữa mới hết. Còn đến giờ thì vẫn còn rất là nhiều. Con này thì chú ý với em, đây là phân khúc màn hình nhỏ, cơ động, chỉ màn hình 12.5 inch, phù hợp cho các bạn dùng trong lĩnh vực là văn phòng, lập trình cũng như các ứng dụng mà liên quan đến nó nhẹ nhàng, văn phòng đồ họa cơ bản thôi. Màn hình hơi nhỏ một chút thì nó sẽ phù hợp cho những người mà làm việc, cái thời gian làm việc trên máy tính khoảng 4 đến 5 tiếng hoặc lâu hơn khoảng 6 tiếng một ngày thôi. Còn nếu mà em làm việc dài mà bấm thường xuyên liên tục trên màn hình thì nên chọn những cái mẫu máy có màn hình to hơn là 14 inch sẽ phù hợp. Còn di chuyển đi lại đấy, mà muốn nhét cốp xe hoặc đi đâu đó mang kèm theo để làm việc online thì đây là một chiếc máy tuyệt vời em nhá. Hỏi thứ 6 của bạn Dinh Nguyễn. Anh ơi cho em hỏi, với 25 triệu thì nên mua MacBook nào ạ? Em ưu tiên MacBook và đồ ạ. 25 triệu bây giờ thì sẽ có phiên bản 2017, nhưng anh đang có phiên bản Gray trang bị i5 RAM 8GB hay 512GB. Anh đang bán là 25.500. Còn nếu mà em mua các phiên bản 2016 có tuốt 3 thì dù còn MLH12 sẽ có giá khoảng tầm 25 triệu. Nhưng CPU dòng thế hệ thứ 6 có thanh tuốt 3 và trang bị phần cứng ok, thì hai con máy này là ngon nhất trong phân khúc tầm 25 củ của em nhá. Đây là phân khúc màn hình 13 inch. Còn nếu phân khúc màn hình 15 inch thì em sẽ mua được phiên bản 2015 thôi. Phiên bản 2015 nó sẽ có MZLQ2 sẽ có giá khoảng 24 triệu cho máy đẹp, và MZLT2 sẽ có giá khoảng 27 triệu cho máy đẹp. 15 inch thì nó sẽ có trang bị phần cứng mạnh hơn, kèm theo CPU cực kỳ khỏe, RAM lên đến 16GB nha em nhá. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với hỏi thứ 7 của bạn Tiếng Cười Mỗi Ngày. Anh ơi, pin laptop chài bao nhiêu phần trăm thì nên thay vậy anh? Em xài con Dell G3 15-3579 cũng được hơn 6 tháng rồi, kiểm tra độ chai pin là 13%, mong anh tư vấn ạ. Thực ra thì pin thì nó, ví dụ như là em dùng nhiều mà pin nó quá ngắn, chẳng hạn thời gian khoảng 20-30 phút, thậm chí là 1 tiếng thì sẽ thay. Còn nếu pin thực sự cái dòng máy gaming mà nó vẫn trụ được 2 tiếng thì anh nghĩ là không vấn đề gì. Còn nếu mà vấn đề nó tụt xuống khoảng 15-20 phút thì thực sự là cần phải thay. Còn nếu mà em chơi game, các dòng máy gaming như của em thì bắt buộc em phải cắm sạc vào thì mới hiệu năng máy nó chạy hết 100%. Nên đôi khi pin nó sẽ không quan trọng lắm, trừ các bạn mà làm công việc văn phòng mà thường xuyên di chuyển thì mới cần một thời lượng pin tốt em nhé. Còn thời lượng pin như này thì anh vẫn nghĩ là ok em ạ. Câu hỏi thứ 8 của bạn Quân NTR. Không biết giữa các màn hình hẹp cao với cả đồ họa thì ưu tiên chọn cái nào ạ? Nếu như em để làm đồ họa mức FPS cao thì chắc chắn là chọn cả màn hình cao rồi. Còn thông số HZ thì thực ra thì chỉ chơi game mà các ứng dụng chuyển động trên màn hình chúng ta nhìn thì nó thật và đẹp mắt thôi. Anh nghĩ nó cũng không phải là quá hữu ích cho lắm. Nhưng mà với một chiếc máy mà khỏe trong cái việc em render, trong cái việc em lập trình, hay khi em làm đồ họa, khi em dựng video thì cả màn hình nó sẽ cần rất cao. Đấy, càng cao càng nhanh, CPU càng khỏe, hỗ trợ em càng nhanh. Còn HZ chỉ là cái mắt của chúng ta thôi. Đấy, chơi game chúng ta nhìn hình ảnh nó chuyển động nó mượt này, đổ bóng nó biết ui game mà đẹp, ta nhìn đẹp thế. Đấy, thì nó chỉ hữu ích lúc đó thôi em nhá. Câu hỏi thứ 9 của bạn Đức Nguyễn. Anh cho em hỏi là mua MacBook 128GB sau đó dùng ổ cứng SSD rời thì có những nhược điểm gì so với MacBook 256GB ạ? Không có nhược điểm gì cả em. Khi mà chúng ta cần thì chúng ta cắm sạc, cắm ổ cứng bên ngoài mà thôi. Nó không khác gì một cái ổ cứng lưu trữ bên ngoài cả. Còn thực ra là Apple họ tính giá đắt lắm, chỉ cần thêm một cái ổ cứng khoảng 256 chúng ta phải cộng thêm mấy triệu để mua máy mới. Trong cái đó thì mua máy cũ cũng phải cộng thêm khoảng 2,5 triệu. Đấy, còn khi việc em dùng ổ cứng ngoài thì chả ảnh hưởng gì cả. Còn với anh thì anh cứ chọn phiên bản là ổ 128 tiết kiệm chi phí. Còn tất nhiên là có tiền thì cái gì cũng hơn đúng không? Ổ cứng nó nhiều thì đồng nghĩa chúng ta lưu trữ nhiều. Nhưng thực ra 128 hay 256 thì anh phân tích luôn, nó chả hơn là bao nhiêu cả. Đấy, còn lưu trữ đặc biệt như anh hay lưu lên Google Drive
hoặc lưu lên những trang miễn phí. Thứ nhất là an toàn, bảo mật, chứ không để trên máy mà không may một ngày đẹp trời mà cục cứng nó tèo thì thôi cũng đi theo nó luôn, bởi vì SSD là không thể lấy dữ liệu, nó lại nguy hiểm như thế cơ em nhá. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 10, cũng là câu hỏi cuối cùng cho số hỏi đáp 245 ngày hôm nay của bạn Tân Dương. Anh cho em hỏi là MacBook Retina 15 MGX-C2 đời 2014, chip i7 thế hệ 4, 4870HQ, RAM 16GB thì có làm nhạc nặng và render video được không ạ? Làm nhạc thì thứ nhất là nó sẽ không vô lăng. Nhạc thì yên tâm là nó rất là nhẹ mà dùng trên MacBook là chuẩn rồi. Còn render video thì với dòng tầm 20 củ thì không có nhiều sự lựa chọn. Chiếc máy này là ngon nhất trong phân khúc tầm tiền của em. Với CPU HQ cộng với cảm hình rời, việc em edit video Full HD anh nghĩ là ok cho chiếc máy này. Nhưng nếu mà edit video 4K thì nó sẽ hơi chậm và thời gian render nó lâu hơn. Nhưng anh nghĩ phân khúc khoảng tầm trên 20 triệu thì đây là con máy hợp lý nhất để làm đồ họa. Anh nghĩ là phân khúc mới C2 này cũng khá là ổn định, ít bị lỗi vặt. Con này duy chỉ có màn hình bong trong lóa, mà người biết dùng thì cẩn thận mà đừng có lau hóa chất lên là ok thôi. Bảo quản khô ráo, mọi thứ là hoàn hảo, ok em nhé. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số hỏi đáp thứ 245 của kênh nghề TND. Và cứ 2 ngày chúng tớ lại có một số hỏi đáp như này. Dịp này thì đang là dịch thì vẫn cứ khuyến cáo cho các bạn là không lên ra ngoài. Đấy, ra ngoài đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, tránh đi những nơi đông người không cần thiết, tốt nhất ở ngoài, vừa bảo vệ sức khỏe của mình và cộng đồng. Đấy. Còn các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook, anh em cứ đặt các câu hỏi bên dưới, hoặc tư vấn về phần mềm, phần cứng, nói chung cứ liên quan đến máy tính thì cứ đặt hết các câu hỏi này. Chúng mình vẫn làm việc kiên trì như này, bởi vì ở nhà này mà rảnh thời gian thì vẫn cứ trả lời các tin nhắn của các bạn, vẫn quay video cho các bạn, vẫn tư vấn cho các bạn như này nhá. Hy vọng các bạn ủng hộ kênh của mình bằng cách đăng ký kênh và chúng ta bấm cái chuông bên cạnh để cập nhật kiến thức mới hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.